Bất cứ ai cũng muốn trở thành Nicodem, được kính trọng, có địa vị và là quan trưởng của dân Giu-đa. Nhưng không ai muốn trở thành người giống như người đàn bà Samari. Người đàn bà đã đổi đến 5 đời chồng. Tất cả điều thiện của người đàn bà này đã sụp đổ hết. Sự đúng đắn của bản thân cũng sụp đổ hết. Tưởng mình đúng đắn, tưởng mình thông minh, tưởng mình tài giỏi, nhưng rốt cục chỉ là ly hôn. Đức Chúa Trời muốn người đàn bà Samari hay là muốn Nicodem? Đức Chúa Trời muốn người đàn bà Samari. Đời sống đức tin không phải là mình giỏi, mà nhận lấy những điều tốt đẹp đến từ Đức Chúa Trời. Càng là người giỏi thì càng khó chấp nhận. Nhưng càng là người kém cỏi và thất bại, thì càng dễ dàng nhận được ngôi lời của Chúa. Nếu bỏ đi hết tấm lòng của mình, thì trong tấm lòng của quý vị sẽ không thể có sự bất tin. Quý vị có thể tin được bất kỳ ngôi lời nào của Chúa Giê-xu. Nếu quý vị tin bất kỳ ngôi lời nào của Chúa Giê-xu, thì chỉ trong chốc lát, quý vị sẽ thay đổi trở thành người đáng kinh ngạc. Chúa Giê-xu hành động bên trong quý vị. Chúa Giê-xu thay đổi tấm lòng của quý vị. Dù trong lòng mình hiểu được ngôi lời của Chúa hay không, nhưng nếu Đức Chúa Trời đã phán như vậy, thì sẽ được thành như vậy. Và những người tin điều đó là những người thật sự tin vào Đức Chúa Trời. Giờ đây, Đức Chúa Trời cũng đang làm việc trong quý vị. Đức Chúa Trời muốn thay đổi tấm lòng của quý vị sang tấm lòng của Chúa Giê-xu.